Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spur Room. Hôm nay, Pink Dot sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn về series bài viết Tìm hiểu về kinh tế học của tác giả Husky Wannafly. Và bài viết hôm nay sẽ là phần 2, Tư bản và Cộng sản. Hãy bắt đầu bài viết ngay thơ nào. Như bài viết trước mình đã giải thích rằng, mục đích của kinh tế là đi tìm cách phân phối tài nguyên trong xã hội sao cho hợp lý, cũng như để nền kinh tế vận hành được. Nó cần người trong xã hội phải tin tưởng vào nhau. Mình có viết thêm một bài giải thích về khái niệm niềm tin này, nó có hơi khác với khái niệm niềm tin chúng ta vẫn dùng hàng ngày. Nếu có bạn nào tò mò xem bài viết này có nội dung như thế nào, thì trong bài viết gốc của tác giả có để link. Còn bây giờ thì tiếp tục bài viết thôi nào. Trước khi vào với vấn đề chính, chúng ta hãy tìm hiểu một chút nữa về bản chất của kinh tế học. Liệu có thể gọi kinh tế học là một môn khoa học, vừa có thể có, vừa có thể không? Trước hết, hãy tìm hiểu thế nào là một ngành khoa học. Một ngành khoa học là ngành chuyên nghiên cứu, giải thích hiện tượng tự nhiên, ví dụ như tại sao lửa thì nóng, nước thì lại đóng băng, và các bước để nghiên cứu khoa học thường là: đầu tiên, đi tìm dữ liệu. Tiếp theo là đến phân tích dữ liệu. Tiếp đến là vẽ mô hình nguyên lý hoạt động của sự vật dựa trên dữ liệu. Sau đó, lại kiểm tra mô hình đó. Và cuối cùng, nếu mô hình đó hợp với thực tế thì nó là đúng, sai thì làm lại từ đầu. Tương tự như vậy, các nhà làm kinh tế học cũng thu thập dữ liệu, vẽ ra mô hình lý thuyết để nghiên cứu và kiểm tra mô hình. Nhưng có một điều đáng buồn là mô hình của họ ít khi nào có tính dự đoán. Trong vật lý, bạn có thay dữ liệu kiểu gì thì bạn cũng có được kết quả, như tốc độ rơi của một vật hay sức công phá của một viên đạn hoặc thời gian nước sôi. Nhưng kinh tế học thì nó khác một chút. Cùng với mô hình đó, nhưng với mỗi lần nhập dữ liệu từ thực tế vào thì kết quả lại ra một con số khác trái với tiên đoán. Bởi vì con người thì phức tạp, con người thì không có một lối hành xử như là viên đạn hay quả táo của Newton. Con người là một cỗ máy quá tinh vi, khó đoán, luôn xung đột, luôn thay đổi, tức không thể diễn tả qua vài đường cong đồ thị. Do đó tiến hành nghiên cứu như một môn khoa học, kinh tế học lại không có tính chất dự đoán như trong các môn khoa học tự nhiên, vì vậy nó khá là lai căng. Và người ta gọi nó là ngành khoa học ảm đạm vì nó hay tiên đoán chật lất sự kiện, thật buồn phải không? Nhưng bản chất con người thì luôn muốn dự đoán, nó cần thiết cho việc kinh doanh và giúp cho con người biết rằng mình đang đi hướng nào. Như vậy, mặc cho bản chất khó tiên đoán của kinh tế học, con người vẫn thích tiên đoán và do đó ta có hàng chục lý thuyết khác nhau để cùng diễn tả một sự việc. Giải thích về tư bản và cộng sản. Cốt lõi của nền kinh tế là nghiên cứu về phân phối tài nguyên trong xã hội. Vậy phân phối thế nào là hợp lý? Vào thế kỷ trước, có hai lý thuyết để nhằm giải quyết vấn đề này, chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản. Hẳn nhiều bạn trong này đã được dạy về lý thuyết cộng sản trong môn chính trị ở trường đại học. Tuy nhiên, trong bài này mình đưa ra một cách tiếp cận vấn đề khác một chút so với trường đại học. Đó là thứ nhất, kinh tế học cũng như bất kỳ ngành khoa học nào cũng mang tính dự đoán chứ không phải là khẳng định. Các nhà kinh tế học như là Adam Smith, Milton Friedman, Friedrich Hayek viết sách kinh tế. Họ đưa ra lý thuyết của họ, họ giải thích rằng tại sao họ lại nghĩ điều đó là đúng. Họ không khẳng định chắc chắn là họ đúng và họ sẵn sàng chấp nhận chỉ trích. Ngay cả trong ngành khoa học tự nhiên cũng như thế. Khi nhắc về thuyết tương đối của Einstein, nói rằng nếu ai đó tìm ra được bằng chứng bác bỏ lý thuyết của ông thì ông sẽ nhận sai ngay lập tức. Và do đó hiện nay, đôi lúc chúng ta lại đọc một bài báo ghi là các nhà khoa học chứng minh vận tốc của một vật nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Đó là lý do bạn có thể tìm thấy hàng tá sách chỉ trích Milton Friedman hay là các lý thuyết về thị trường tự do. Do đó, mình không đồng ý với cách tiếp cận trong môi trường đại học khi nói những lý thuyết trong sách là chân lý hoặc là khẳng định. Điều thứ hai, chúng ta phải hiểu rằng nghiên cứu khoa học không có phần cảm tính trong đó. Trong xã hội chúng ta nhạy cảm với điều đó. Chỉ cần nghe đến chữ Mỹ hay là phương Tây, chúng ta liên hệ họ đến với đủ các khái niệm xấu. Và nếu họ chỉ trích lý thuyết chúng ta lại nói rằng họ nói xấu, tuyên truyền. Có lẽ do đó tinh thần khoa học ở nước ta còn yếu, vì mọi người nghĩ rằng thông tin bên kia là tuyên truyền hay làm khoa học nhưng bị tư tưởng chính trị ảnh hưởng. Chúng ta nên hiểu rằng cộng đồng khoa học theo đúng với cái tên gọi làm việc rất nghiêm túc. Ví dụ như khi bạn đọc một bài báo khoa học, nhấn mạnh là bài báo khoa học, viết rằng tại sao mô hình kinh tế ABC lại thất bại, không phải vì họ ghét mô hình kinh tế đó hay là ăn tiền của cơ quan nào đó để viết bài, mà đó là họ đang nghiên cứu mô hình kinh tế đó hàng chục năm, thu thập hàng nghìn dữ liệu để nghiên cứu.
Và khi họ công bố kết quả nghiên cứu, hàng chục nhà khoa học khác sẽ thấy bạn lục tung từng ý trong bài báo cáo đó để bẻ nát nó. Và nếu nó vượt qua được thử thách đó, nó sẽ được đăng bài. Tất nhiên là khi đăng bài lên Facebook qua một số trang tin tức, sẽ có một đội quân hùng hậu đi vào bình luận rằng đó là giả dối, là tin tức giả, rồi một đống hình troll, meme được gửi vào. Chúng ta không nên thế mà nên coi trọng công sức của nhà khoa học cũng như là công trình trí tuệ của họ. Không nên thấy thứ gì khác suy nghĩ của mình thì lập tức chỉ trích ngay. Ngoài ra để dễ hiểu, mình sẽ bám theo lý thuyết của chủ nghĩa tư bản và cộng sản vào thế kỷ thứ 19 vì các phiên bản hiện nay quá phức tạp. Và quay lại về vấn đề chính, việc phân phối tài nguyên trong lý thuyết kinh tế thị trường khác so với chủ nghĩa cộng sản như thế nào? Hãy tưởng tượng bạn khát nước và ghé vô cửa hàng tạp hóa mua lon Coca-Cola để uống. Lon nước có giá 13.000 Việt Nam đồng. Vậy theo bạn, tại sao lon nước lại có giá như thế này? Chủ nghĩa tư bản giải thích rằng lon nước có giá 13.000 là do cung và cầu của thị trường. Khi Coca-Cola bắt đầu sản xuất nước ngọt ở Việt Nam, họ đầu tiên sẽ phải nghiên cứu xem nhu cầu uống nước của người Việt Nam là bao nhiêu, ví dụ 50.000 lon một ngày hay là 100.000. Sau khi nghiên cứu thị trường và xác định rằng họ phải cung cấp cho thị trường 100.000 lon mỗi ngày, họ bắt đầu phải tính xem sản xuất 1.000 chiếc lon mỗi ngày là bao nhiêu, chi phí vận chuyển là bao nhiêu, phí nhân công tốn chừng nào và rồi người dân Việt Nam uống nước ở mức giá như thế nào. Sau khi nghiên cứu những yếu tố đó, họ quyết định rằng chi phí cho mỗi lon nước sẽ là 13.000. Ở mức giá đó, 100.000 lon sẽ được tiêu thụ hết. Nếu họ nâng giá lên cao, tức là 14.000, có thể chỉ có 80.000 lon được tiêu thụ vì sẽ ít người mua hơn. Như vậy, dư ra 20.000 lon, rất là phí phạm. Còn nếu mức giá thấp, tức 12.000, thì lợi nhuận của công ty sẽ giảm. Nếu bạn có thể bán 100.000 lon Coca với giá 13.000 mỗi lon, thì tại sao lại chỉ bán 12.000? Mục tiêu của một công ty kinh doanh luôn luôn là tối đa lợi nhuận. Nhưng chủ nghĩa cộng sản của Marx thì lại có một góc nhìn khác. Dưới góc nhìn của Marx thì 13.000 là giá trị lao động của nhà tư bản, tức là của ông chủ Coca-Cola và của người làm trong Coca-Cola gộp lại. Ông lập tức ra công thức tiền, hàng hóa, tiền. Đầu tiên, nhà tư bản chủ động lao động, dùng tiền mua sức lao động của người công nhân để tạo ra hàng hóa, rồi họ bán hàng hóa đó đi để lấy lại tiền. Phần tiền đi ra cao hơn phần tiền đi vào là vì món hàng bán ra đã được tăng thêm giá trị so với nguyên liệu ban đầu dùng để tạo ra chúng. Và trong quá trình chuyển đổi tiền và hàng hóa này, giá trị thặng dư được tạo ra. Theo các Marx, thì thặng dư là phần chênh lệch giữa giá trị được trả cho sức lao động của người công nhân và giá trị hàng hóa do người công nhân tạo ra. Như ví dụ về lon Coca ở trên, giá lao động của người công nhân có thể là 7.000 đồng, nhưng thực chất phần tiền công nhân nhận được chỉ có 3.000 đồng. Và do đó, nhà tư bản cướp đi, hay gọi cách khác là bóc lột 4.000 đồng thặng dư của người công nhân. Và ông cho rằng, bản chất của tư bản là luôn luôn bóc lột để kìm kẹp người dân. Vì trả lương cao hơn, thì người lao động sẽ không còn phụ thuộc vào người chủ tư bản nữa. Mô hình kinh tế tư bản và cộng sản. Hai góc nhìn khác nhau đó dẫn đến hai mô hình kinh tế khác nhau. Bên chủ nghĩa tư bản ủng hộ chính sách thị trường tự do vì họ tin rằng khi tài nguyên được phân phối một cách tự do theo quy luật cung cầu thì ai cũng có thể có được thứ họ muốn trong khả năng chi tiêu của họ. Những nhà tư bản này ủng hộ thị trường tự do, ai cũng có thể bán những thứ mà họ muốn bán và mua thứ họ cần. Tự do thương mại giữa các nước như trong khối ASEAN, tự do đi lại như trong Liên minh châu Âu, EU. Như vậy, khi họ nói đến sự tự do, đây là những khái niệm tự do mà họ nhắc đến. Để đảm bảo sự tự do đó, các quốc gia tư bản cho phép mỗi người sở hữu tài sản riêng của mình, như là đất đai, của cải riêng. Nhờ được phép sở hữu tài sản riêng, con người ở chủ nghĩa tư bản có thể tích cóp tài sản để làm giàu. Còn những người ủng hộ Marx thì lại có một góc nhìn rất khác. Họ không nhìn vấn đề kinh tế dưới con mắt là một phôi hàng hóa, mà là dưới góc độ đấu tranh giai cấp, tức xung đột giữa những người thuộc tầng lớp khác nhau. Ở đây là người lao động và chủ lao động. Người chủ lao động không làm gì nhưng lại sở hữu vốn và công cụ sản xuất, kiếm lời trên việc bóc lột người lao động. Họ tin rằng khi không còn các tập đoàn tư bản và khi hàng hóa được phân bố đều cho mọi người thì sẽ không có đấu tranh giai cấp, tức xã hội sẽ yên bình. Để làm được điều đó thì phải xóa bỏ thị trường tự do, nhà nước phải kiểm soát hết tất cả mọi thứ trong nền kinh tế, tức là nền kinh tế trung bao cấp. Nhà nước sẽ thay đổi thị trường, phân phối tài nguyên cho quốc gia. Ví dụ như nhà nước sẽ bắt Coca sản xuất mỗi ngày 120.000 lon, sau đó nhà nước sẽ tính cần bao nhiêu nhóm để sản xuất 120.000 lon Coca và ra lệnh cho nhà máy nhôm phải sản xuất theo một số lượng đã tính.
Ngoài ra, nhà nước cũng cần phải tính xem cần bao nhiêu mực để sơn vỏ lon Coca. Tương tự như nhà máy nhôm, họ ra lệnh cho nhà máy sơn cung cấp từng đó mực cho Coca-Cola. Như vậy trước đây, tất cả việc đó do Coca-Cola dự tính, bây giờ nhà nước tính. Sau khi 120.000 lon Coca được sản xuất, nhà nước sẽ đem đi phân phát cho từng người thông qua chế độ tem phiếu. Như vậy, nhà nước đảm bảo ai cũng sẽ được có Coca uống như nhau. Không ai nhiều hơn hay có ít hơn những người khác, đó sẽ là một xã hội công bằng. Ngoài ra, chế độ cộng sản cũng xóa bỏ tư hữu, tức là không có sở hữu tài sản riêng. Vì nếu con người có thể sở hữu tài sản riêng, họ có thể tích cóp để làm giàu cho bản thân, và như thế sẽ dẫn đến bất công trong xã hội. Ở Việt Nam hiện nay, nhà nước không cho phép người dân sở hữu đất đai. Trong luật đất đai năm 2013, điều 4 của bộ luật cũng ghi rõ rằng đất đai thuộc sở hữu của toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý nhà nước về đất đai. Như vậy, không có ai trong xã hội Việt Nam được sở hữu đất đai, người dân chỉ có quyền sử dụng đất. Các hậu quả xã hội. Một vấn đề mang tính sống còn cho nhà nước bao cấp trong chế độ cộng sản là làm sao để có thể tính được nhu cầu của xã hội. Đây là một điều khó khăn, vì thứ nhất, nhu cầu của xã hội luôn thay đổi. Ví dụ như năm vừa rồi ở Việt Nam, có sự kiện con ruồi trong chai nước Dr. Thanh, người tiêu dùng Việt Nam lập tức tẩy chay sử dụng sản phẩm của Tân Hiệp Phát. Như vậy, chỉ trong một tháng, nhu cầu xã hội cho sản phẩm của Tân Hiệp Phát đã thay đổi. Vậy thì nhà nước sẽ phản ứng như thế nào? Đây là vấn đề khó, vì kế hoạch tổ chức sản xuất đã đề ra thì khó có thể thay đổi ngay lập tức. Ngoài ra, do tất cả các quyền quyết định đều tập trung ở nhà nước, tức là Hà Nội, nên việc thay đổi sẽ rất chậm. Ta nên nhớ quy mô tổ chức càng lớn, trung tâm tổ chức càng ở xa nơi xảy ra sự việc thì phản ứng càng chậm. Thứ hai là nhu cầu của xã hội quá lớn, quá khả năng tính toán của chính phủ. Nhà nước nếu muốn tính nhu cầu của xã hội thì phải tính đến từng ký mì gói được sản xuất, từng ký thịt heo được xuất ra thị trường, từng viên ngói cho mỗi căn nhà. Do đó, ở Liên Xô những năm 1960, chính phủ đã huy động các nhà toán học lỗi lạc nhất để chế tạo ra một siêu máy tính để tính được nhu cầu của xã hội. Nhưng họ đã thất bại. Vấn đề thứ ba, đó là không phải ai cũng muốn được công bằng. Trong xã hội sẽ luôn có những người muốn vươn lên nổi trội so với những người khác, kiếm nhiều tiền hơn người khác. Những người này sẽ phải phạm luật khi cố gắng làm giàu và sẽ bị kết tội phản cách mạng và xử lý theo luật của nhà nước đó. Và vấn đề thứ tư cũng là vấn đề nghiêm trọng nhất với mô hình kinh tế cộng sản là việc xác định giá cả. Lý thuyết của Marx cho rằng giá trị của món hàng là phản ánh giá trị công sức của người lao động bỏ ra để chế tạo món hàng đó, chứ không phải do cung cầu của thị trường. Nhưng thực sự nếu bỏ qua yếu tố nhu cầu thị trường, chúng ta hầu như không thể xác định được chính xác giá món hàng, và nếu xác định sai giá món hàng thì sẽ khiến cho nền kinh tế phát triển lệch lạc. Ví dụ như điện thoại iPhone chỉ có giá 100.000 một chiếc, nhưng gạo thì 500.000 một cân. Nhưng tại sao lại vậy? Hãy xem xét một ví dụ sau. Xe bọc thép 2 tỷ đồng bị tháo dỡ bán đồng nát. Ông Nguyễn Đình Chính đã bỏ ra 2 tỷ đồng cũng như nhiều năm trời để chế tạo chiếc xe bọc thép này, hy vọng nó sẽ được dùng trong quân đội nhân dân Việt Nam. Theo công thức THT của Marx thì chiếc xe này phải có giá hơn 2 tỷ đồng do phải tính giá trị lao động của ông Chính bỏ vào. Nhưng rốt cuộc giá trị của nó chỉ là 0 đồng. Tại sao? Vì không có nhu cầu cho chiếc xe ấy, quân đội không cần chiếc xe ấy, người dân trong nước không ai cần chiếc xe ấy. Như vậy, khi một nhà sản xuất tạo ra một món hàng mà không theo nhu cầu của thị trường, thì cho dù số tiền bỏ ra để chế tạo món hàng đó là bao nhiêu, công sức bỏ ra có nhiều như thế nào, thì giá trị của nó vẫn là không. Ở các quốc gia theo nền kinh tế tập trung trước 1991 hay trước năm 1986 ở Việt Nam, xã hội liên tục gặp khó khăn trong việc mua bán khi giá cả hàng hóa rất ngẫu nhiên và không phản ánh đúng nhu cầu của xã hội. Còn nhà nước tư bản thì sao? Trên lý thuyết thì thị trường tự do là hoàn hảo, là tốt nhất, nhưng trên thực tế thì khó có thể tạo ra được một thị trường hoàn hảo. Lý do mà thị trường không hoàn hảo đó là do sự bất cân xứng thông tin. Để thị trường tự do hoàn hảo, người mua và người bán phải hiểu rõ lẫn nhau, nhưng điều này không thể thực hiện ở ngoài đời thực. Ví dụ, như khi bạn chọn một trường đại học, bạn không thể chắc chắn rằng 100% ngay từ đầu rằng ngôi trường này hợp với bạn, hay là nhiều người đi xuất khẩu lao động để đến khi ra nước ngoài mới phát hiện ra rằng họ bị bán đi làm nô lệ. Do đó, thị trường tự do luôn cần những sự can thiệp từ chính phủ để tránh các tệ nạn xã hội sinh ra do sự chênh lệch thông tin. Các quốc gia hiện nay, bao gồm cả Mỹ, Anh, Pháp hay Singapore, Úc cũng như Việt Nam, đều duy trì một nền kinh tế thị trường với sự can thiệp của chính phủ. Sự khác nhau của các quốc gia đó là mức độ can thiệp,
cũng như là cách can thiệp của chính phủ. Ở Mỹ hay Anh thì ít, nhưng ở Việt Nam thì nhiều. Ví dụ như là chính phủ Mỹ sẽ để giá xăng dầu lên xuống theo thị trường, còn ở Việt Nam thì chính phủ điều tiết giá xăng dầu. Nhưng có một vấn đề nghiêm trọng khác trong nền kinh tế thị trường, đó là sự bất bình đẳng thu nhập. Để hiểu rõ về vấn đề này, bạn hãy tưởng tượng bạn là một người sinh ra trong một gia đình khá giả. Bạn cũng là một người có tài đầu tư. Một ngày nọ, thông qua người quen, biết được rằng chính quyền sắp xây tàu điện ngầm chạy qua quận của bạn, một quận nghèo. Do đó, bạn quyết định đầu tư vào bất động sản ở quận bạn đang ở. Bạn dành ra 1 tỷ đồng để mua 10 lô đất, mỗi lô 100 triệu đồng. Vì là quận nghèo, đất trồng nhiều nên giá đất rất là rẻ. Sau khi mua đất xong, bạn đợi. Sau 1 năm, giá đất tăng từ 100 triệu đồng một lô lên 150 triệu đồng. Có người hỏi mua nhưng bạn không bán. Năm thứ 2, giá tăng lên 250 triệu một lô, bạn vẫn chả bán cho ai. Rồi năm thứ 3, năm thứ 4, đến năm thứ 5 thì giá đất tăng lên 500 triệu đồng một lô. Bạn liền đem bán. Như vậy, bạn thu về được 5 tỷ, lời gấp 5 lần so với ban đầu. Bạn kiếm tiền một cách hoàn toàn hợp pháp, không lừa đảo ai cả. Nhưng cách kiếm tiền của bạn thì vẫn có vấn đề cho nền kinh tế. Thứ nhất là trong 5 năm, bạn nắm giữ miếng đất đấy và từ chối những người mua, bạn đã lãng phí tài nguyên đất đó trong 5 năm. Trong 5 năm, những người cần đất ở đã không được ở, những cửa hàng, cửa hiệu, rạp phim, quầy tạp hóa đã có thể được mọc lên ở đấy. Như vậy, thay vì được dùng để đóng góp cho nền kinh tế và cung cấp chỗ ở cho rất nhiều người, 10 lô đất đã nằm chờ ra suốt 5 năm cho cỏ mọc. Vấn đề thứ hai là việc giữ đất của bạn và của nhiều người khác đã tạo ra tình trạng khan hiếm đất. Kết quả là giá đất dễ bị đẩy lên cao, chúng ta thường gọi là cơn sốt bất động sản. Giá đất bị đẩy lên cao, giá nhà cũng bị đẩy lên cao, những người có thu nhập thấp không thể sở hữu nhà được. Những người giàu như bạn thì lại giàu lên, còn những người nghèo thì khó thoát nghèo. Nhưng đó không hoàn toàn phải là lỗi của bạn. Mô hình kinh tế hiện nay. Sau năm 1991, mô hình kinh tế tập trung kiểu Liên Xô đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới. Các quốc gia theo mô hình kinh tế tập trung cũ như là Trung Quốc, Việt Nam đã đều chuyển qua mô hình kinh tế hỗn hợp. Vẫn là kinh tế thị trường nhưng nhà nước nắm các ngành công nghiệp chủ lực. Như ở Việt Nam thì chúng ta có tập đoàn đóng tàu Vinasin, tập đoàn điện lực EVN, tổng công ty dầu khí PVN. Đều là công ty của nhà nước, nhưng dù là hỗn hợp thì mô hình chính của nền kinh tế vẫn là kinh tế thị trường. Nền kinh tế thị trường hiện nay trở nên khá phức tạp khi mà con người thời nay với sự giúp sức của công nghệ tân tiến đã có thể kinh doanh dưới đủ mọi loại hình thức. Các mô hình kinh doanh mới mọc lên như nấm sau mưa. 10 năm trước chúng ta không hề có Airbnb, Uber, Grab hay là Tiki. Những mô hình kinh doanh mới này giúp đem lại nhiều lợi ích cho chúng ta, nhưng đồng thời cũng đặt ra các vấn đề phức tạp hơn cho chính phủ như là bất bình đẳng giàu nghèo, trộm cắp thông tin, thất nghiệp do robot. Tất cả những vấn đề đó tuy khác nhau nhưng xoay quanh cái bản chất vẫn là phân phối tài nguyên trong xã hội. Nếu các bạn thấy bài viết này thú vị, hãy like, share, subscribe và ấn nút chuông bên cạnh nút subscribe để ủng hộ chúng mình. Đừng quên là bây giờ Nhà Nhẹn đã có tận 2 kênh YouTube ở đây nha. Nhớ là phải subscribe cả 2 kênh. Và cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!